xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn ha. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với quý vị cái món đó là món ốc nha. Cái này là ốc nướng như cái gì nữa? Cái này đó là sò điệp. Sò điệp à, sò điệp nướng à, nướng mỡ hành à anh? Nướng phô mai. Nướng phô mai à, đây là sò điệp nướng một phô mai nha quý vị. Cái này hào nướng phô mai. À đây này, hào nướng phô mai này rất là ngon này quý vị ơi. Vừa ngon lại vừa hợp vệ sinh này, sạch sẽ này, rất là tuyệt vời nhá. Hôm nay mời quý vị ăn món ốc thì cứ ăn bún hủ tiếu với lại là phở hoài ngán ha. Đây đây là mời quý vị ăn ốc nha, ăn nhiều bún hủ tiếu với phở rồi hôm nay Kiên sẽ thay đổi món cho quý vị. Đấy, ốc. Em đi chợ đi em. Đi chợ là hả? Nhanh vậy. Hôm nay dẫn bạn gái đi ăn ốc. Này là 20 tháng 10 nha, 29 tháng 10. Bạn thích chọn lại bạn chọn. Chọn đi bạn chọn món nào đi, nói lại đi. Chọn món nào đấy, chọn món nào đấy. Bạn chọn món nào vậy? Món nào? Cái này này. Cái này là ốc cái gì vậy? Ốc hương. Ốc hương đâu bọn hương. Cái này là ốc gì á? Không phải ốc hương. Ốc hương. Ốc hương là ốc này nè. Ốc mỡ. Ốc này ốc mỡ này. Ốc này ốc hương này quý vị. Cái này là ốc ốc này là ốc bưu vàng này, ốc bưu này. Đây ốc cà na này quý vị ơi. À cái này còn có càng ghẹ này quý vị. Cái này là ốc gì đây anh? Cái này là sò à? Sò lông à, cái này sò lông. Sò lông này. Này là sò huyết này. Này là ghẹ này. À, ghẹ đây, ghẹ đây. Đây, giờ xem chị nấu ốc nha quý vị. Chị nấu ốc rất là hay luôn. Này, ốc này, quán này ốc này ăn rất ngon nha quý vị ơi. Quý vị có dịp thì... Quý vị có dịp thì hãy ghé cái quán ốc này, nó nằm ở đường nào chị nhỉ? Đường nào chị? À, đường này là đường Song Hành ở cái đường Nguyễn Văn Quá nha quý vị ơi. Đấy, vì có dịp phải ghé quán này ủng hộ chị nhá. Đó là số số 193 đường Song Hành nha quý vị. Đường Song Hành, đó là quận 12. Đây, chị đang nấu món ốc này. Chị nấu món ốc gì vậy chị? Ốc hương à? Ốc hương xào mỡ hành à hay không? À ốc hương xào tỏi. Đây quý vị, ốc hương xào tỏi nha. Đấy rất là ngon. Wow, đấy thấy không? Rất chuyên nghiệp nha, như một đầu bếp thực thụ luôn. Thế rồi. Không có ý kiến. Đây quý vị, đây rất là ngon nha. Quay món nó cháy cài sao. Wow, có tuyệt vời luôn. Hôm nay cho quý vị đổi món ăn hủ tiếu với lại là phở hoài ngán. Này cho nó. Wow, đấy quý vị thấy không? Rất là ngon đấy quý vị. Đây. Ốc này là ốc hương nè. Ốc này ốc hương. Em nhìn em ốc mỡ nè. Cái với đài không ạ? Chị làm cho em không chị? Rồi chị làm cho em đây. Không, ý là chị làm cho em hả? Hay là làm cho em hả? Chờ chút xíu đi. Em kêu lộn. Nóng ngồi vậy? Nóng ngồi như vậy? Em thực là em kêu lộn. Đây, mời quý vị lại đây. Đấy, rất là ngon. Wow, quá tuyệt vời quý vị ơi, ngon quá luôn. Đây quý vị ơi, đây là cái ốc 68 nha quý vị. Đây, ốc 68, nhiều sò ốc kén này. Các món ăn tùng đồng quê này quý vị. Cả ta các món có hết nha. Đây là nhận đặt liên hoan sinh nhật luôn nha quý vị. Đặc biệt các món đồng quê, gà ta, gà các món rượu Bắc luôn, rượu Bắc gia truyền luôn.
Nó tuyệt vời luôn. Đây đây là gấu của Kiên nè quý vị. Kêu gấu. Gấu này. Ngồi. Vì sao vậy? Tại cái gì ý kiến đi coi gì. Dạ không, dạ em không có ý kiến gì hết. Có ý kiến gì đâu. Mày món không vậy? Hả? Quay xấu đẹp gì là do nó phải do người quay đâu. Đó là do gọi là có sao nó hiện lên như vậy chứ. Đúng không? Ai khen phi đẹp đúng không? À, nói trong này quay hết rồi nha. Người ta lên người ta xem. Quý vị lên xem là quý vị xem comment xem như thế nào các quý vị. Ốc giang me nha quý vị. Đây quý vị ơi, cái thực đơn ở cái quán ốc này quý vị. Đây, thực đơn này. Đây, ốc. Ốc gì cũng có hết trơn nha. Đây là cái ốc móng tay này quý vị. Anh này khoái thịt dê. Đây, ốc móng tay này. Những cái móng tay đúng không? Đây, ốc móng tay này quý vị. Mở sau đây ai cầm na lăng muối. Cái này hấp xả. Đây đây là món ốc ốc sò me đi quý vị. Ốc mỡ sò me. Đây nghe mùi mắm tôm. Sao mỡ sò me sao mùi mắm tôm vậy? Mắm tôm ở đâu á? Ở đây không có gì là mắm tôm. Mắm tôm. Đây ốc mỡ sò me này quý vị ơi. Nhà em cũng không bao giờ ăn mắm tôm. À, mình cho nước dừa vào gì? Dạ. À, nước dừa vào. Ôi, bạn lo quay đi, tôi ăn dùm cho. Đấy, rất là ngon đấy quý vị. Rất là ngon. Cái này nấu bao lâu chín chị? Cái này nấu chừng 2 phút à. 2 phút là chín rồi, nhanh nha. Nhanh nha. Tính tiền này. Của em mấy chai ạ? 45. Đấy, cái này là ốc mỡ xào me nha quý vị. Tí nữa Kiên sẽ thưởng thức xem có ngon hay không nhé. Ở đây có các cái gia vị như là ớt tao tế này, rồi tỏi, tỏi sắc, muối, mì chính, nước mắm. Ủa cái món này lạ lạ, cái món gì vậy chị? Cái này là cái vừa dầu vừa mỡ. À, vừa dầu vừa mỡ à. À. Thì dùng chung thì nấu cho nó béo. Wow, một đĩa này quý vị. Này. Rất là ngon nha. Cho thêm hành phi vào. Này cho quý vị đổi món nha. Mời quý vị thưởng thức con ốc. Đây muối đường chanh cũng vậy. Bạn ra đó ngồi đi, bạn không phải ở đây, bạn không phải phụ bếp nha. Ủa, tôi bê mà. Em ăn trước mà. Cảm ơn nha. Bạn quay đi.
Rồi, xin kính chào tất cả quý vị nhá. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Giờ Kiên phải ra thưởng thức món ốc đã. Lát nữa Kiên sẽ quay lại chia sẻ với quý vị nha.